Dạ, chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay con cũng mời quý cô chú mình ghé lại đây là vườn của anh Sang tại xã Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang để mình theo dõi xem một cái clip giao lưu hết cô chú. Hôm nay thì anh Sang tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một số cây nữa, đặc biệt hôm nay có một cây lài hoa rất đẹp nữa cô chú. Hoa như hoa hồng á, cánh xếp đó. Thân to và một số cái cây si búp hồng ha, khế, nói chung là đa dạng. Có cây lài bonsai rất đẹp của chú, hoa giấy nữa, trang mai chiếu thủy. Để chi tiết hơn thì con mời của chú gặp lại anh ha, anh sẽ giới thiệu cho mình xem mình báo rồi, giá cho mình. Em chào anh Khánh nha. Dạ, và con cũng chào cô chú anh chị ha. Và hôm nay thì em cũng lên một clip mới, thì mong cô chú anh chị coi và xem được cây nào thì cũng ủng hộ cho em nhé. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị những clip vừa qua đã ủng hộ em nhiệt tình nha. Rồi em cũng mong rằng cô chú anh chị sẽ ủng hộ em tiếp theo nha. Dễ rồi. Dạ. Rồi em cũng xin thí dụ như cô chú anh chị có chốt cây của em thì cô chú anh chị cũng cọc cho em một ít rồi em gửi cây đi nha. Dạ. Dạ. Rồi đầu tiên luôn anh ơi, mã số 1 là cây bông lài cô chú anh chị. Rồi nó một cái dáng bonsai, nói chung mình nhìn tương đối là đẹp ha. Và cái bông lài này đây cô chú anh chị ha. Dạ. Là cái bông như bông cúc nha. Như là con giới thiệu theo chú, cây bông hoa này rất là đẹp của chú à. Bông to ha, to mà nhiều cánh dúng mà rất là đẹp luôn. Rồi. Và đặc biệt cây này là lài bonsai ha, dáng cũng khá độc đáo đó của chú. Mã số 20 anh ơi, tiếp tục đi anh ơi. Dạ, mã số 20 ha. Để tránh nhầm lẫn những cái clip trước của chú ha, mình nói mã 20, một cây lài bonsai. Đấy. Chiều cao được 32 của chú anh chị ha. Dạ. Các bạn em đo ngay vị trí này là được 31 của chú anh chị. Dạ rồi, 31 nha. Dạ. Cái cành phóng đường trước cái đằng sau là được 39 ha. Đường kính bầu là được 39 luôn của chú anh chị. Dạ rồi. Nó có những cái điểm thân này nó ở ngoài thiên nhiên chút, nó bị lũa anh ha, mối dạ. Một dạ, nhưng mà nó sành đá rồi sau đó nó sành, nó tự lành luôn, nó cuốn về thì mình thẩm mỹ thì mình xử lý lại ha chú, mình cho keo đồ vô này nọ cho nó đẹp mắt. Rồi cây lài này giá sao đây anh? Dạ, cây lài em xin giao lưu của chú anh chị là 1.500.000 ha, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Lài thì nhiều của chú nhưng mà để có dáng bonsai này thì cũng ít có thấy của chú ơi, dáng này cũng độc đáo ha. Mà đặc biệt nó là bông đẹp nữa, bông đẹp, bông cái này nó mấy chục cánh nha cô chú anh chị, bông rất là đã luôn ha, dúng nè. Dạ rồi, đổi giúp em luôn mã số 20, 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn. Mã số 21 tiếp tục một cây lài nữa cô chú ha. Rồi đây là cũng một cái lài con dáng bonsai cô chú anh chị. Là em cắt này cô chú anh chị về mà không ưng thì cắt lại giùm em nha. Dạ. Cây này đế đẹp lắm cô chú ơi. Đế nó bỏ nó dắt rồi nó bò chạy tùm lum hết trơn anh ha. Dạ. Mấy cây lại này cũng lâu năm. Rồi, vị trí này luôn anh Sang ơi. Dạ. Mã số 21. Chiều cao tới mặt bầu được 57 cô chú anh chị. Cái hoành thân ngay vị trí này là được 33 của chú anh chị. Dạ. Yeah. Đường kính bầu là được 48 của chú anh chị. Rồi quay giúp em ha. Dạ. Cái này cũng là một cái lài bông dạng là bông cúc của chú anh chị ha. Rồi giá như thế nào đây anh? Dạ. Cái này hôm nay cái này bông cúc của chú anh chị ha. Rồi cái này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 1.500.000 ha, em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị. 1.500.000, mình vừa ngắm hoa thưởng hoa có hương thơm luôn hả cô chú. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ. Ấy lặng hả? Dạ tiếp tục luôn, cây này khá nặng luôn chú ơi, mình vừa dời mấy cây nhỏ đó ra luôn đi anh. Đây là một cây lài to nè quý cô chú. Và cái bông là mấy cái cây phôi nãy được bẻ từ cái bông này nè quý cô chú. Mà nó chung nguyên lô anh ha. Dạ. Chung nguyên một chủ.
Em bao cô chú ha, mấy cây phôi hồi nãy là nó cũng bông y gan như này ha. Đây cô chú ha, trên cây còn rất là nhiều nụ ha. Này mà nó chỗ mà rộ cái là trắng xóa luôn. Rất là đẹp luôn, thơm. Thơm ngang ngát vậy cô chú. Cây này em để tại em thấy bông nó nhiều quá nên em để đại ha. Rồi cô chú nào mà mua rồi nếu mà không có gì để em côn tròn lại á, đi để cho cô chú về một cái thế chơi luôn. Dạ, đây. Wow. To ha cô chú. Nó thơm ngát ngát luôn cô chú ơi. Rồi, đo giúp em luôn anh Sang ơi. Dạ. Dạ, chiều cao được 1,5 m cô chú anh chị ơi. Dạ. Tán ngang là nó khoảng 2 m cô chú anh chị. Rồi, tán ngang mình đo phỏng phỏng 2 m có hơn nữa cô chú. Dạ. Mình đo cứ phỏng phỏng. Anh đo hoành thân nha. Dạ. Hoành thân ngay vị trí này 34 cô chú anh chị. Cây lại này nó to, nó già cho nên nó có những cái đoạn nó phù ra anh ha. Dạ. Nó lăn cây, năng vậy đó. Nó cuộn sắn vậy nè quý cô chú. Nó có ngắn ha, nó đi. Dạ. Xuống rồi nó ra. Có ngắn một cốt. Dạ, đo đế thì mình em khai thác nhiêu đây thôi anh ạ. Khai thác tại vì nó đang mang bông anh. À, cái tay cành như này 16 của chú anh chị ha. Dạ rồi. Đế thì còn sâu lắm của chú. Đường kính bầu được 60 của chú anh chị. Hoàn toàn không đụng đế luôn. Tức là không có đụng gì khui gì hết. Cây thì liên lạc anh ha. Dạ. Cây này lại này khá to ha chú. Rồi giá luôn anh ơi cho cây này. Cây mã 22 của chú anh chị ha. Giá nhiêu đây? Dạ cây này em xin ra logo chú anh chị là 6 triệu ha. À, toàn quốc không anh hay là ship sao? Dạ toàn quốc cũng được anh ạ. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Cho chú dễ giao lưu anh ha. Nhưng mình mà cũng bó gọn lại anh ha. Ship toàn quốc thì em chắc em côn cho nó hơi gọn xíu của chú ha. Rồi em bó tàn này. Dạ. Cái này để vô chậu để trước nhà mình rất đẹp của chú. Hoa trắng muốt luôn, thơm. Ngang ngát vậy đó. Đặc biệt là buổi chiều tối của chú, chứ buổi sáng sớm. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ. Để ngoài luôn đi đó. Để ngoài luôn. Rồi cái bầu rất là nặng, ba người khiêng nặng nha quý cô chú. Ba người khiêng mà rất là nặng luôn. Đây là một cây bông trang. Hoa trang. Dạ. Trang gì đây anh? Trang đỏ đổi màu anh à. Cắt chuỗi lũi chơi vậy đó hả? Dạ. Cây này em lấy cái bầu hơi bự, nếu em đi thì em gọt lại xíu chú. Cho nó nhẹ phí á. Trời tán đồ đinh gì luôn anh ha. Dạ, tán đồ đinh cũng nhanh cây này đi. Cây này thì cây này là được cao được 20 của chú anh chị. Dạ. Mình thân ngay vị trí này là 17 ha. Rồi vậy thôi anh ha. Dạ, cây này em xin giao lưu của chú anh chị là 700k em bao ship toàn quốc ha. Nhưng mà em đi này em gọt lại cái bầu nhẹ hơn chút ha. Trang đỏ đổi màu lá chung. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Cái này mã số 24 thì 23 hay 23 phải không? Nhìn cái đó giùm anh cái. 22. Nó 23 đó. 23. Có gì nhớ giùm anh á. Rồi, để đổi anh luôn. Dạ. Ừ. Tiếp luôn. Rồi. Rồi một cái si đây một cái si tương đối già của chú anh chị ha. Búp gì đây anh? Dạ cái si này búp nó cũng hơi đỏ của chú anh chị. Mà không biết là có phải đỏ không nhưng mà si là nó lúc em bứng là nó màu da cái đọt nó đỏ của chú anh chị. Dạ. Yeah. Si búp đỏ. Cái này nó cũng mạnh nha cô chú anh chị. Này, nó đang đâm rễ nè. Nó ra rễ nè anh. Dạ. Nó đang ra rễ nè. Rồi. Nó liền nguyên yeah. Một bể dách chiều ngang hết cô chú. Dạ chiều từ đọt tới mặt bầu 39 của chú anh chị. Em đo tổng cái này ha. Là được 75 của chú anh chị ơi. Dạ rồi. Dạ. Đường kính bầu là 52. Bầu 52. Dạ. Mã số 24. 24. Mã số 24 của chị. Của chú anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 3 triệu ha. Dạ. Em bao ship toàn quốc ạ.
cũng là lai dáng thú giống như hai con thú vậy đó. Chân cành thì sẵn hết trơn anh ha. Dạ. Cành sẵn có 3 triệu anh ha. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Em để ngoài cũng được. 25 ghi luôn đi anh ơi. Dạ. Một cây xiêm búp hồng nữa. Đây là một cây xiêm búp hồng của chú anh chị. Cây này nói chung mình nhìn nó cũng khá đẹp của chú anh chị. Cũng liền một bể ha. Dạ, hôm nay bể thu nhỏ mình chơi bonsai heo chú. Bể nó lên nhỏ, nhiều đầu. Rồi. À, chiều cao được 28 của chú anh chị. Cái hoành em đo ngay vị trí được 71 của chú anh chị. Tính 70 ha. Dạ. Đường kính bầu là được 42. Rồi cây này em xin giao lưu của chú anh chị là 3 triệu 500 ngàn ha. 3 triệu rưỡi anh ha. Dạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Rồi mình có cây cây này là cây kim giòn của chú kim anh chị. Giòn. Dạ. Của chú anh chị mà mình không thích thì mình về mình cắt bỏ những cái rễ này ha. Dạ. Em thấy nó không có tác dụng gì cho anh ha. Dạ. Cả bên đây cũng bỏ rồi, bỏ mấy cái cắt nhỏ cho nó hết. Gọn gàng lại của dạ. Chú ơi. Tại em đã thì để cô chú về cô chú chơi thì theo ý của chú anh chị ha. Cái này mã số 26. 26. Em mới chừa cái số ra đó anh nhìn này. 26 rồi. Và nhiều khi nó cũng quên. À, cao là 39 à. Lo nói hồi quên luôn anh ha. Dạ. Rồi. Tại em cũng hơi lu bu công việc nhiều khi em cũng quên. Là cái hoành ngay vị trí 47 cô chú nha. Dạ. Yeah. Cây này cũng già cây heo chú, kim giòn ha. Chiều ngang là được 37. Sần sù. Cây kim giòn em xin giao lưu của chú anh chị là 2 triệu 200 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc ha. Không có một lỗ gì hết nha chú, không có thẹo dít gì hết ha. Cây đang đâm tường. 2 triệu 2. Dạ. Mã số 26. Dạ, rồi, tiếp tục giúp em luôn. Hai mươi bảy mình có cây da đen anh hả, da xanh hay đen đây? Em nghĩ chắc xanh quá anh hả. Cái này tại em rửa rồi cũng không biết là da xanh hay da đen. Rồi dạ không, mình báo da xanh đây này, em thấy dạ. Cái da này đây rồi xanh, em nói chiều cao ha, chứ nó chưa đen luôn chứ này không phải dòng đen. Dạ chiều cao này được 55 ạ. Nguyên một cái cụm to nha chú, nguyên cái bệ này to, cái bệ ngay vị trí này được 74 của chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Đường kính bầu là được 56. Bầu là 56. Rồi mã số 27 này em xin giao lưu của chú anh chị là 3 triệu 500 ngàn ha. Dạ. Ở rồi anh quay đi. Dạ. Bên đây nó có bị một cái điểm một cái vết này anh ha. Mình, dạ. Mình cắt, mình xử lý lại. Cái này em đục tới cái phần sống ấy ha, tại cái chỗ này là kiến nó đục làm tổ. Dạ. Dạ. Rồi 3 triệu rưỡi anh ha. Dạ. Dạ rồi đổi giúp em luôn. Cái bể vách ngang này to lắm luôn chứ. Dạ cũng khá đầy. Rồi. Mã số 28 thôi. 28, một cây lá chung hay là lá lớn đây anh? Là cây này cây lá lớn anh. Lá lớn anh ha. Dạ. Có cái cọng cong cong của chú ha. Này chơi tàn quân nhân tàn rớt được. Đặc biệt là cái bệ dách này khá là liền đặt anh ha. Dạ. Đặt sổ đều. Rồi nó chụp cao ha. Luôn. Chiều cao được 65 của chú anh chị. Anh thân ngay vị trí này là 40 của chú anh chị. Dạ, 40 anh ha. Dạ. Bệt cũ nó đẹp lắm. Đường kính bầu được 43. Cái này bể đế đẹp. Nó xè đều hết mà nó đặt. Gọn anh ha. Cái này đúng mình chơi bonsai tầm trung vừa vừa. Dạ rồi, giá luôn anh ơi. Dạ, cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 600 ngàn ha.
1.6 triệu thôi chú. Mã số 28 ạ. Dạ, rồi, tiếp tục giúp em luôn. Dạ. 28. 29. Mã số 29. Cũng là một cái cụm chiếu thủy nữa. Cái này là da đen nè anh ha. Dạ. Nguyên một cụm luôn của chú anh chị. Cụm như cụm rừng với cô chú ơi. Nhiều thân ha. Dạ, đó là cụm rừng đó. Nó dính cứng ngắt với nhau luôn. Cụm rừng mai chú thủy. Cụm rừng mai luôn. Tức là mai nhiều anh ha. Dạ. Nhiều may mắn. Rồi. Rồi em đo chiều cao ha. Chiều cao tới này. Cái thanh này là 46 của chú anh chị. Cụm rừng già của chú ơi. Tổng cái bể này là tổng cái cụm là được 89 của chú anh chị ơi. Dạ rồi. Đường kính bầu là được 60 ạ. Rồi cái này em xin giao lưu với chú anh chị là 3 triệu ha. 3 triệu anh ha. Dạ. Mình có cần phải đo một cái thân nào cho quý chú hình dung không? Đo dạ. Đại một cái thân nào đó nha. Đúng dạ, rồi, đo thân ngoài đi. Chắc tầm khoảng 10 mấy 20 mấy không? 24 ạ. 23 đi. À, có những thân lớn hơn và có những thân nhỏ hơn nha quý cô chú. Dạ. Trong nguyên một cụm cứng ngắt luôn. Mai chiếu thủy. Da đen lá lớn. 3 triệu anh ha. Dạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục một là mai nữa quý chú ơi. Mai chú thủy kim giòn. Kim giòn. Tàn thiên nhiên. Kim giòn nguyên bệ. Má bao nhiêu? 30 anh ơi. Má 30. Rồi má số 30 của chú anh chị ha. Rồi anh đo chiều cao nha. Chiều cao được 78 của chú anh chị. Tổng cái gốc này là được 53. Yeah. 53 của chú anh chị. Đường kính bầu là được 48. Em đo một cái thân cho này ha. Dạ rồi, đo giúp em đi. Một thân này là được 19 của chú anh chị. Thì nói chung là nó là một cụm thiên nhiên thôi anh ha, không dạ. Qua chỉnh sửa gì hết, mình cắt tàn chơi thôi. Thơm, nó có bông rất là thơm. Anh đúng. Đo cái tàn ngang giúp em nha anh ơi. Dạ. Nãy mình đo chiều cao chưa đo tán rộng. Dạ đúng rồi. Dạ tán rộng là được 94. Rồi giá luôn. Dạ cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 2.200.000 ha. 2.200.000 hết chú. Dạ. Tán rộng 94, gần 1 mét luôn chú, cũng khá to. Rồi tiếp tục giúp em luôn, mã số 30. Cái này dài dài luôn cũng được. 31 là một cây thần kỳ của chú ha. Cây thần kỳ đang có trái chín đỏ đỏ luôn. Có trái của chú anh chị ơi, cái này mình về mình ăn cái là nó làm lạc vị giác mình ha. Dạ, thay đổi vị giác, đánh lừa vị giác. Cái đường thân ở trong nó cũng đẹp ha, lắc lượng nhìn cây cũng có duyên. Rồi anh cứ chia cành thì từ dưới lên trên là đầy đủ hết. Cao 1m03. Và ngay vị trí này là được 12 của chú anh chị. Rồi 12. Thôi khỏi đo cũ đi. Đường kính bầu hiện tại là 40 của chú anh chị. Tán ngang là được 79. À, cái này nó có ra trái chín rồi cô chú anh chị ha. Dạ. Trái chín khá nhiều của chú ơi, còn trái xanh trên cây cũng có nhiều luôn. Có một cái bể cũ đặt. Nó đang ra một đợt hoa thêm, ra thêm hoa nữa. Rồi giá luôn anh xe ha. Dạ, cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 1.300.000. 1.3 của chú ơi. Dạ. Hoa nó rất là thơm, thơm mùi hoa sữa của chú. Rồi đổi giúp em luôn. Cô chú nào không thích hoa sữa là hửi cái mùa này không được. Nó thơm cũng nồng nồng á. Đây là một cây lâm rồ của chú anh chị. Cây này nói chung là cũng khá già. Dạ. Lâm rồ. Dạ. Rồi em đo ha. Chân cành mọc cũng đúng chỗ thôi chứ.
chiều cao ngay vị trí này là được 62. Ui, một cái cội lông vồ già. Cái hoành thân là được 59 của chú anh chị. Dạ rồi, 59. Dạ. Này, cây này đang nằm trong cái chậu chậu hình chữ nhật được 45. Cái củ bệ đó em thấy cũng gọn gàng anh Sang ha. Dạ. Nên mình quay vòng giúp em. Hồi đó người ta khi mà người ta rút cái phô này người ta cũng rút đế luôn rồi chú ơi. Cho nên đế nó rất là gọn. Nuôi cũng lâu ha, cây già cây lắm rồi. Mã số 32. Cái năm vô là mã số 32 của chú anh chị. Rồi giá như thế anh. Để cái này em xin cho cô chú anh chị là 2.2 triệu ha. 2.2 triệu không chậu anh ha. Dạ. Bao ship toàn quốc. Già lắm, già của chú ha. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Đây là một cụm rừng cẩm thị của chú ha. Rồi ghi luôn anh ơi. Mã số 33. Một rừng cẩm thị. Cây này là nhìn nó rất là có duyên, nó ở đây thì nó ra một cổng, rồi ở đây thì nó ra một cổng, nó giống như là mình đang phối cảnh vậy đó. Dạ. Yeah. Thường như mấy người ta phối cây là đa số người ta phối theo cái kiểu đó. Chiều cao là được 89 của chú anh chị. Anh đo tổng cái ha. Dạ. Yeah. Tổng này được 91 ạ. Cái cụm nhỏ này thì được 52. Cái cụm này được 22. Nói chung là nó đứng kế bên ta bứng luôn nguyên cụm anh ha. Dạ. Đường kính bầu được 59 chứ ạ. Chứ cũng không phải là phối gì vô nha quý chú. Dạ, cái này là tự nhiên ạ. Tự nhiên nhưng mà nó không phải là dính nhau nha quý chú. Nó không phải là hai cụm dính liền. Rồi. Rồi, mã số 33 này em xin giao lưu của chú anh chị là 2.500.000. Em bao ship toàn quốc ha. 2.500.000. Dạ. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Cái chi cành nó mọc ngang không hiểu chú. Nó mọc ngang nhìn cũng khá là bắt mắt ha. 34. Một cây trang vàng quý cô chú ơi, quá quen thuộc rồi. Cái này thì cây tàn thôi. Cái này là cây thiên nhiên của chú anh chị ha. Em cũng thứ nhất là em chưa không có thời gian để mà mình sửa ra, rồi thôi cô chú anh chị mình mua về mình tự sửa ha, tự rô dây uống ha. Rồi đo giúp em luôn đi ha. Cái này thì cũng mình đo nhanh luôn, không có gì phức tạp. Cái này tàn từ đường trước tới đường sau là nó khoảng 1.2 m của chú anh chị. Chiều cao luôn anh ơi, lỡ đo tán ngang đó chiều cao luôn giúp em đi. Dạ. Dạ, chiều cao tới mặt bầu là 1.5 m ạ. Dạ. Rồi. Em đo hai cái thân này đi ha. Dạ. Là được 23. Rồi giá luôn. Dạ. Đường kính bầu 43. Cái cây này em xin giao lưu của chú anh chị là 900.000 ha. 900 anh ha. Dạ. Giá siêu siêu bye bye. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi đây là một cây khế của chú anh chị ha. Rồi cây khế chua. Cái cụm này là mình chưa có giao lưu được anh ha. Dạ cũng chưa xong giá anh ạ. Chưa xong cũng giá. Nhiều người hỏi lắm nhưng mà tại chưa xong giá. Một cụm khế chua của chú ơi. Cây này nhìn rất là có duyên. Nguyên một cái tán rừng. Cảm như là nó không muốn rời xa em á. Nguyên tán rừng. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi em đo chiều cao ha. Dạ. À, chiều cao được 78 của chú anh chị ơi. Tán cũng khá rộng của chú, 1 m mấy á. À, tán ngang là 1 m 3. 1 m 3 luôn, hôm nay xung xê hết trơn, bắt đầu ra mịn hết trơn nè chú. Càng ngày càng mịn. Cắt thêm một cây lá nữa là mịn cứng ngắt. Em đo tổng cái cụm ha. Dạ.
cây này có duyên này mà chưa gặp người có duyên với nó. Dạ. Chưa gặp người hữu duyên. Cộng này được 78 cô chú anh dạ. Chị. Đang tìm người hữu duyên với cô chú ơi. Đoan thân luôn đi anh ơi. Dạ. Đoan thân đứng đó đúng không? Dạ cái thân này là được 15 anh. Rồi. Dạ. Rồi quay giúp em. Chỉ cần người ta sửa lâu nha quý cô chú. Chỉ là chi dâm ở ngoài mới điểm dây thôi chứ còn chi cành ở trong thì cũng đã ổn định. À, nguyên một cái tán rừng. Em đang cô chú xem lần này ha, nếu mà không có rừng nữa thôi em để em nuôi em chơi luôn. Cho trái luôn anh ha, xử dạ. Lý cho trái. Nếu mà có trái nhiều trái chơi rất là đẹp quý chú với cái form này. Rồi giá luôn anh ơi. Dạ, em xin giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu ha. Đến khi em đi này em bỏ chậu lại ha. Tại vì em bó rồi em sẽ đóng khung đi. Em bỏ chậu lại cho nhẹ phí cho em nha. Dạ, 3 triệu. Dạ. Chậu xi măng thì đi nó cũng bể của chú ơi. Mà nó bể thì nó hư cái bầu của mình. Nó hư hết. Dạ. Thà là mình bó từ đầu. Má này má số 35 của chú anh chị ha. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. Dạ. Ba mươi sáu là cây gì đây? Cây si búp hồng. Ảnh còn cây bông giấy nữa của chú ơi, bông giấy cũng khá độc đáo ha. Hai cây si sẽ tới cây bông giấy. Si búp hồng. Dạ. Nguyên một cục đặc nữa. Rất là hoành tráng của chú ha. To đặc. Cây này nguyên một cái khối đặc luôn á cô chú anh chị. Khối như nó khối... liền với nhau luôn á. Như khối bê tông vậy anh ha. Dạ, nó không tách rời. Đây, nguyên một khối đặc luôn hả chú. Rồi đo giúp em luôn ha. Dạ. Hình thù này mình nhìn cái hướng nào mình cũng thấy nó được á chú, nhìn thấy hướng nào cũng đẹp. Hướng nào cũng quá dị. Chiều cao là 73 của chú anh chị. Như một cái ngọn núi cái non. Ngoài ngay vị trí này 128 thôi chú anh chị. Dạ. Đường kính bầu được 72 ạ. Rồi. Một số cái điểm sành lửa nha quý cô chú. Tại vì cây khai thác ngoài tự nhiên. Dạ, cây này cây thiên nhiên. Đây, điểm sành có lửa. Có gì cô chú về đục đẽo giúp em nha. Thí dụ như em cũng chia sẻ thêm tại vì em cũng mới. Nếu mà cô chú mà thấy để cái này được thì để không mình cắt lại thấp chút cũng được ha, hoặc là mình cắt bỏ sát cũng được nữa. Tại vì ở đây nó nguyên cái cọng này nó tách rời cô chú ha. Nên đây nó tách rời nè. Cô chú bóc tách cái thằng này cũng được. Dạ. Yeah. Mình chơi vẫn có hướng chơi mà để vậy cũng được ạ. Tại vì ở đây là nó sành vậy ha. Nó cứng rồi. Này. Quay đi anh. Dạ. Yeah. Rồi giá luôn. Rồi em xin giao lưu cô chú anh chị cây mã số 36 này là giá 6 triệu ha. 6 triệu ha chú. Là một cây si búp hồng ạ. Khá là nặng nha chú. Già cổ. Rồi, đổi giúp em luôn. Một cây này còn khủng hơn nữa quý cô chú ơi. To nặng. Cây này phải đông người ganh mới lỏng. Cái đó phải tầm 4 người. Gán trong người đi, chút nữa. Khá nặng heo chú, cũng thông cảm cho anh em ha. Rồi đây là mã số 37 của chú anh chị ha. 37. Một bệ si khủng nữa. Khủng bonsai của chú ơi, cái khủng thì si thì rất là nhiều bệ to hơn nhiều lắm. Cũng này là so mình với em thôi. Chủ đích mình đục đẽo này anh ha. Chủ đích đục đẽo tạo thành những cái điểm nhấn. Đây. Cây này nhìn nó cái cây cái dàn rễ nó bung ra nó lực rất là lực cây của chú anh chị. Dạ. Yeah. Nó bỏ cái dàn rễ nó lực cây lắm. Nguyên cái dách vững chắc anh ha. Dạ. Yeah. Như thạch. Cây này nó là một form cây lớn nữa của chú anh chị. Này mình chơi mình lên cái dĩa đá đục tai đồ này nọ anh ha. Dạ. Nhìn nó mới dữ dàng đâu của chú ha. Cây này nó rất khỏe ha. Hoành tráng hơn. Mới có mấy ngày mà nó đâm đọt mà. Dạ rồi. Dạ. Nói chung là cây này em bao sung cho cô chú anh chị ha.
bao sung luôn ha. Còn về nhà cô chú anh chị trồng sao không biết, nhưng mà cây ở đây là rất là mạnh. Rồi, rồi đo giùm em luôn. Dạ. Vị trí này luôn đi anh ơi. Nhìn hoành tráng ha cô chú. Chiều cao ngay vị trí này là được 75. Dạ. Tổng cái bể. Rồi, dây thước còn nhiêu? Dạ nó khoảng 250 cô chú anh chị. 250 đi quý cô chú ơi. Còn khoảng mét nữa, 250. Rồi, đo chiều dài cái luôn. Bầu là 1m12. Rồi, chiều dài cái bầu là 1m12. Dạ. Quay quay giúp em luôn ha. Đó. Cây này thì mặt nào nó cũng hoành tráng, cũng đẹp. Dạ. Rồi giá sao đây anh ơi? Dạ cái này em xin giao lưu cô chú anh chị là 10 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn cho cô chú anh chị ha. Dạ. Cây nguyên nha cô chú, nguyên cái bệ rễ nó ở dưới này nè ha. Chứ không phải kiểu như một cây to rồi mình cắt ngang cái thân đó mình làm lại một cây bonsai. Bầu ghim. Rồi giá là 10 triệu anh ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống nổi không anh? Dạ xuống được lỗi. Rất là nặng của chú ơi, bốn người mà bốn anh lực sĩ mà khiêng không nổi luôn. Mình thấy bỏ xe đi luôn. Rồi để xe đi. Để xe là... Rồi dẹp cái bằng xe luôn anh ơi. Dạ. Rồi kéo ra giữa chợ đây luôn. Tới cây cuối cùng rồi quý chú ơi, mệt nó nằm rồi. Chưa. Chưa anh hả? À chưa. Hai cây nữa. Hai cây nữa ha. Dạ. Còn cây vú sữa to nữa quý chú ha. Vú sữa to mấy em giới thiệu cây nhãn lại ha. Rồi, đây là một cây bông giấy em uống theo cách tàn rũ của chú anh chị. Dạ. Dạ để em ấy em xoay một vòng cho cô chú anh chị xem ha, tại vì để trên bàn xoay em được. Lý do là nó hơi lẳng cái đầu. Lý do là nó nằm luôn anh ạ. Dạ. Rồi. Nói chứ cái này mình có hồ của chú, mình trồng cái mình đặt trên vị trí cao cao á cho cái mình nó buông buông xuống anh ha. Dạ. Tại vì mình đang làm cho nên mình đặt trên xe thì nó nằm ngang vậy nè quý cô chú ơi. Hoặc không thôi mình phối tiểu cảnh thì mình cho nó nằm ôm đá, nằm xen đá cũng được. Thân lắc lượng anh ha. Rồi. Rồi được anh Sang ơi. Dạ. Này anh mới vô dây thôi quý chú ơi. Dạ, mới rồi. Từ trước đến sau nó khoảng mét rưỡi. Mét rưỡi, mét bảy, em tính mét rưỡi đi. Tán ngang được nhiêu anh? Đây dạ. Chiều ngang vậy thôi. Tán ngang được 70 à. Rồi. Ngang 70. Dạ. Cái hoành ngay vị trí này là được 35 của chú anh chị. Dạ. Đế thì nó vậy thôi quý chú ơi, có một số điểm là nó bị lũa. Cái này lũa nó lâu năm rồi của chú anh chị. Lâu năm. Dạ. Giấy thì lũa thì cũng không sao quý chú ha. Vậy đế đây. Cây nó bay ra vậy nè. Rồi, mã số 3 mấy đây? 38. 38 của chú anh chị ha, là một cây bông giấy. Giấy sắc pháo anh ha. Dạ. Hồng sắc pháo. 38 giá nhiêu đây anh xem? Là cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 3.500.000 ha. Em cái này ship dạ. Sao đây? Dạ này ship 200 cây hả? Dạ, toàn quốc luôn hả? Đóng khung lại. Đóng khung luôn hả? Dạ. Dạ rồi. 3.500.000 đóng cái khung to lắm của chú ơi. Chiều dài nó 1m5 có hơn. Dạ. Tại mình đóng khung mình phải trừ hao to hơn mà của chú. Dạ. Được một cái là tàn ngang thì nó cũng chưa có được rộng. Có mình bóp lại anh ha. Dạ. Rồi 3.500.000 ba ship toàn quốc luôn, một cây hoa giấy. Rồi tiếp luôn anh ơi. Là cây ba chín. Dạ. Cây nhãn. Dạ mã số 39 của chú anh chị ha. Ảnh có một cây vú sữa nữa nha quý chú, vú sữa to nữa ha. À, là cuối clip. Cây này cây nhãn là vừa rồi em cũng có quay cho cô chú anh chị xem này ha. Dạ. Dạ nó ra rất là mạnh ha. Nhãn da bò anh hả? Dạ nhãn da bò. Những cái đường kéo nè. Nhãn da bò. Nó kéo nè. Kéo trắng phiếu luôn ha. Dạ thấy ham luôn. Cây rất là mạnh à. Dạ nó kéo trắng phiếu luôn nè. Kéo rất mạnh ha. Đó.
Rồi thì mình cũng đã có giới thiệu rồi anh ha, mình báo lại giúp em. Dạ. Dáng thú của chú ơi. Cái này chiều cao là 115 của chú anh chị. Cái hoành em đo ngay vị trí này ha là được 87. Dạ. Em đo tổng cái trước và sau ha. Rồi anh xem em được bao nhiêu. À, để con coi 140 đi của chú ơi. Dạ. 140 hoành. Rễ thì nó buông đều hết hai bên ha, nó chảy đều hết ra. Ra sum xê cho anh ha. Dạ. Nhãn da bò. Đường kính bầu luôn anh Sang ơi, đường kính bầu. Dạ. Này đo nhiêu giúp em? Đường kính bầu là được 110. 110. Dạ. Chỗ này thì nó có cái nút mà chủ nhà đã cắt, nó tới đây ha, là nó hết rồi, em đục tới đây em bôi keo lại nó hết rồi ha. Cây rất là mạnh. Cây mạnh khỏe của chú ha. Đế bệ đều hết trơn này. Ở dưới này thì nó có vết cắt, chủ nhà đã cắt lâu của chú anh chị ha. Mà nó kéo cái, nói chung cây này mạnh, em phải công nhận là cây này nó rất là khỏe luôn á. Cái mặt cắt ở đây mà kéo tràn vô này của chú. Còn những cái điểm mặt cắt mới của chú, những cái điểm chày mà nó kéo vậy nè. Đây, những cái điểm chày nè anh ha, mà nó dạ. Kéo lên vậy nè. Này là quá trình vận chuyển nè. Mình không xử lý luôn anh hả? Tự không. Nhiên nó kéo luôn á ha. Tự nhiên nó kéo anh ạ. Dạ. Đó, cái mà kéo mạnh nước keo thì nó đây. Kéo mạnh hơn. Đây nè, nó kéo tràn ra luôn. Dạ, để em nó dính cho được anh ơi. Dạ. Trên này là mình thấy mình đủ hiểu rồi của chú đây. Dạ, nó kéo rất là mạnh ha. Rồi giá luôn anh ơi, cái rồi, này. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị là giá 6 triệu ha. Em bao ship 200 km à. Rất là nặng của chú ha. Dạ. Này mình anh xem thiên cũng nổi. Mình em mà sao anh nói. Rồi. Dạ. 6 triệu anh ha. Dạ vâng. Rồi tiếp tục luôn anh ơi. Dạ, cây cuối cùng là một cây rú sữa của chú anh chị ha. Rồi, trời mưa luôn ha chú. Trời mưa nó ướt luôn rồi. Vú sữa. Dạ. Vú sữa trắng tím anh. Vú sữa lòn vú sữa tím. Tím anh ha. Dạ. Dòng xưa ha. Rồi, đo giúp em chiều cao luôn. Chiều cao 1m3. Đường kính bầu là được 1,5 m ạ. 1,5 m thì của chú ơi. Thì đế không còn chỗ nào trống. Toàn bộ là cái rễ nó không anh ha. Dạ. Rồi đo giúp em luôn. Ngay vị trí này 120 đi. 120. Trên chút xíu nữa đi anh. Trên cái cổ đó là 120, còn trên cái thân cao cao luôn đi. Tại đi. Dạ đúng rồi. 9 này mấy 96. 96 của chú ha. Dạ. Nguyên cái bệ luôn. Nói chung là đế thì nó đặt luôn của chú ơi. Đế nó đặt luôn nè. Có những điểm là nó khến với nhau, nó liền bích như cái mặt bàn nha. Thì vú sữa của chú yên tâm ha. Bứng thì nó nằm ghế bàn không à. Nó xuống không bao nhiêu chứ. Nằm bài ra không à. Này là tạo thành cái tiểu cảnh luôn. Về thả cá bể màu vô đây được đó. Rồi giá luôn anh Sang ơi. Dạ, cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 8 triệu ha. Em bao ship 200 km à. Dạ, đế thì khỏi phải bàn heo chú. Đế thì quá VIP luôn. Còn xe hết luôn, toàn bộ. Dạ. Này quý chú mà mình con để nó kết này mình ha. Mình không chơi cây bonsai sống, mình chơi cây lũa, cây khô vẫn được nha quý chú. Những cái cọng ghế này mình sẽ tạo thành những cái hình thù này nọ kia anh ha. Chơi gỗ á. Dạ. Chơi gỗ vẫn rất là ok của chú. Gỗ của sữa thì nó bền. Dạ. Rồi cũng là cây cuối anh ha. Dạ vâng. Cũng mình là chào cây luôn cuối anh ha. Sang ha. Dạ vâng. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video ha. Và chúc cô chú anh chị một ngày mới luôn luôn là vui vẻ và thành công à. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị ha. Những clip vừa qua đã ủng hộ em nha. Dạ. Em cũng mong rằng những clip này cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ cho em nữa nha. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị ạ. Xin dạ. Chào ạ. Rồi con cũng kết thúc đây. Hẹn chú, hẹn gặp lại quý chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây vào những clip tiếp theo.